Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Robot Hút Bụi 88. Roborock và Ecovac là hai hãng sản xuất robot hút bụi tự động nổi tiếng của Trung Quốc hiện nay. Sản phẩm được tung ra thị trường của hãng này đều mang đến cho người dùng những bất ngờ khác nhau. Và mặc dù thời điểm hiện tại là đã quá nửa năm 2021 rồi, nhưng hai cái dòng sản phẩm của hai hãng này khi mà đã cho ra mắt từ đầu năm 2020 đó chính là Roborock S6 Mark V và Ecovac T8 AIVI. Và đặc biệt đó là hai mẫu này đã làm điên đảo thị trường với cụm camera âm thanh thông minh. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay xem hai cái cụm camera này tại sao lại làm cho thị trường lại phát sốt đến như thế. Thiết kế hệ thống camera cũng chính là một điểm khác biệt chính giữa Roborock S6 Mark V và T8 AIVI. Roborock S6 Mark V được trang bị cụm camera kép độc quyền trên thị trường, trong khi đó thì T8 AIVI vẫn giữ nguyên thiết kế một camera giống như phiên bản đàn anh OZMO960. Đầu tiên, chúng ta hãy xem phần thiết kế camera của Roborock S6 Mark V. Roborock S6 Mark V sử dụng hệ thống camera kép thông minh. S6 Mark V không chỉ nhìn thấy chướng ngại vật trên đường đi, nó còn có thể ước tính khoảng cách đến vật cản, kích thước chiều cao chiều rộng của vật, định dạng lại đường đi tránh né thông minh. Bên cạnh đó, camera của Roborock S6 Mark V còn được trang bị hồng ngoại, giúp cho robot có thể quan sát ban đêm, kết hợp với hệ thống điều hướng Presence LiDAR nổi tiếng của Roborock, điều hướng di chuyển nhanh mọi lúc ngay cả ngày và đêm. Hệ thống Reactive AI đồng thời được trang bị chip xử lý Qualcomm APQ8053, hoạt động tốt hơn 50% so với dòng S6 trước đó. Nhờ vậy mà Roborock S6 Mark V có thể nhận ra và tránh các mối nguy hiểm phổ biến trong nhà như giày dép, đồ chơi, thậm chí là chất thải thú cưng. Mỗi hình ảnh quy trình Reactive AI được chụp và xóa ngay lập tức, không trùng lặp, không lưu trữ ở bất kỳ đâu. Và các bạn có thể quan sát camera của robot thông qua điện thoại. Bên cạnh đó thì camera của Ecovac T8 AIVI có điều gì gây thị ấn tượng? Camera của Ecovac T8 AIVI hoạt động thông qua công nghệ AIVI tiên tiến, công nghệ AI độc quyền của Ecovac. Camera giúp cho Ecovac T8 AIVI nhận ra các vật dụng gia đình nằm vương vãi trên sàn nhà hay trên đường dọn dẹp của robot. T8 AIVI có thể đo được kích thước của vật cản như chiều cao, chiều rộng, sau đó lập trình lựa chọn hút hoặc là né tránh thông minh. Điểm nổi bật ở camera của Ecovac T8 AIVI đó chính là khả năng truyền âm thanh. Bạn có thể truyền giọng nói của mình qua điện thoại và robot sẽ phát lại những gì bạn vừa nói cho dù khoảng cách ở bất cứ đâu. Bạn có thể điều khiển robot như một chiếc xe điều khiển từ xa và quan sát không gian ngôi nhà mình thông qua ứng dụng trên điện thoại. Mọi hình ảnh được robot quan sát sẽ không được lưu trữ dưới bất kỳ hình thức nào, đảm bảo tính an toàn cho ngôi nhà của bạn. Và một điểm đặc biệt nữa đó chính là các bạn có thể quan sát đường đi của robot thông minh qua màn hình điện thoại. Trên đây là những cái đặc điểm về cái hệ thống camera được thiết kế ở trên Roborock S6 Mark V và Ecovac T8 AIVI. Ngoài ra thì những thông số khác của hai robot hút bụi này thì không có sự chênh lệch nhau. Cả hai đều sở hữu dung lượng pin là 5200mAh, tuy nhiên thì lực hút của Roborock S6 Mark V có cao hơn của Ecovac T8 AIVI. Và trên đây, Robot Hút Bụi 88 hy vọng là mang đến cho các bạn một số những hiểu biết nhất định về hệ thống camera của hai dòng robot đã và đang làm mưa làm gió trên thị trường. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.